Chưa bao giờ vấn đề an ninh bệnh viện lại trở nên nhức nhối như thời điểm hiện tại. Liên tiếp các vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra. Ngày 7 tháng 12 năm 2022, tại trạm y tế xã Tân Kiều thuộc Trung tâm Y tế huyện Tháp 10, Đồng Tháp, hai nữ nhân viên y tế bị hai thanh niên có biểu hiện say xỉn, liên tiếp đấm nhiều lần vào mặt, túm tóc, đập đầu vào bàn. Sự việc này một lần nữa giấy lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị bạo hành của các nhân viên y tế. Còn nhớ trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ PHT bị một người nhà bệnh nhi đẩy vào tường, bóc cổ khi đang đợi gắp xương cá cho bé gái. Ngày 30 tháng 7 năm 2022, tại khoa chấn thương bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế. Ngày 6 tháng 8 năm 2022, Tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, có thêm một bác sĩ bị tấn công bởi một vật bằng sắt nhọn. Cũng thời gian đó, tại bệnh viện Bạch Mai xảy ra một sự vụ, một toán côn đồ vào tận phòng cấp cứu để truy sát đối tượng, đe dọa đến an nguy của bệnh nhân và các nhân viên y tế. Bệnh viện đã phải kích hoạt hệ thống an ninh toàn viện, đồng thời phải nhờ sự can thiệp của lực lượng công an mới giải tán được nhóm đối tượng này. Chưa bao giờ vấn đề an ninh bệnh viện lại trở nên nhức nhối như thời điểm hiện tại. Điều này đã gây tâm lý bất an cho bác sĩ, cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tạo tâm lý hoang mang, dao động, sợ hãi của người bệnh đến thăm khám. Mặc dù các cơ sở y tế đã tăng cường nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh bệnh viện, tuy nhiên các vụ hành hung nhân viên y tế vẫn liên tiếp xảy ra. Vậy nguyên nhân do đâu? Cần làm gì để ngăn chặn những hành vi nguy hiểm này? Trao đổi với phóng viên Báo Sức Khỏe và Đời Sống, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chi, Nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, người đã có hơn 40 năm công tác trong đó nhiều năm giữ cương vị người đứng đầu của trung tâm cấp cứu nơi đầu sóng ngọn gió của bệnh viện chia sẻ các hành vi tấn công đe dọa tấn công là vấn đề mang tính xã hội nó không chỉ xảy ra ở bệnh viện mà có thể xảy ra ở bất cứ nơi công cộng nào như nhà hàng trường học công viên câu chuyện xung đột hành hung tấn công nhân viên y tế gần như là câu chuyện thường trực của trung tâm cấp cứu tuy nhiên ở các bệnh viện lớn ít xảy ra vấn đề này hơn so với y tế tuyến địa phương một phần là do y tế tuyến cơ sở thường không có đội ngũ an ninh bảo vệ và thực tế khi thăm khám tại tuyến trung ương, người bệnh và người nhà thường có thái độ tôn trọng hơn đối với y bác sĩ, còn lại tuyến cơ sở nhân viên y tế ít được tôn trọng. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế luôn có những nhóm bệnh nhân, người nhà, nguy cơ sẵn như người say, nghiện hút hoặc có khi đánh nhau bên ngoài chưa hết đã kéo cả đoàn vào truy sát tiếp gây ra những bất ổn. Bên cạnh đó cũng có sự xung đột khi xảy ra việc chờ đợi quá lâu, khiến bệnh nhân và người nhà cũng có những bức xúc căng thẳng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trì cũng cho rằng cần phân biệt giữa hai loại gây dối, những trường hợp bức xúc liên quan đến chế độ chính sách, thủ tục hành chính, chờ đợi khám chữa bệnh lâu là những trường hợp dễ giải quyết, còn những đối tượng ngay từ khi vào viện đã có thái độ hung hăng gây sự chen lấn gây mất trật tự an ninh như trường hợp tại trung tâm y tế xã tân kiều hành vi rất dã man cần phải có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc bộ công an và bộ y tế cần có những quy định chung văn bản nghị định về vấn đề đảm bảo an ninh bệnh viện như ở mỹ các trung tâm y tế lớn có nhân viên an ninh bồng súng đi lại liên tục mỗi người vào bệnh viện đều bị kiểm tra rất gắt gao bên cạnh đó các cơ sở y tế cũng cần cải thiện quy trình thủ tục thăm khám tinh gọn hơn cải thiện cung cách thái độ phục vụ nhân viên y tế khi giao tiếp với người nhà cần mềm dẻo linh hoạt trong tất cả các tình huống